Hello everyone, chào các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 6 thường, cùng nhau giải đề thi giữa học kỳ 1 nhé. Đây là phần nghe. Chúng ta xuống phần trọng tâm của bài. Attend desk D bench. Chúng ta sẽ khoanh vào câu C bởi vì chữ E này đọc là I trong khi mấy câu kia đọc là E. Câu số chia 8 này, find, find, night city. Chúng ta sẽ khoanh vào câu D bởi vì chữ I này đọc là I trong khi mấy chữ I kia đọc là I. Rồi, số 19. Good morning, Mai and Lan. Chào buổi sáng, Mai và Lan. How are you? Các bạn có khỏe không? Thì hai người này sẽ bảo là we are fine. We are fine. Thank you. And you. Chúng tôi khỏe đấy. Rồi, A là số nhiều nhá. Ở đây là số nhiều thì chúng ta phải chọn câu nào. This, that là dành cho số ít. Và de không chơi được. De là chúng ta phải de, de, a là ở đây có cái này, đây có cái kia. Ở đây chúng ta khoanh vào đi này. Đi a đâu a nhá. Kay và Jenny thì đang ở trong phòng gì của họ, phòng khách sau là living room. Chúng ta khoanh vào câu D. Câu số 12, đây là chị gái của tôi. Tên của cô ấy là Thu. Ở đây không có tên thì chỉ phải là cô ấy là Thu. Vậy C, đại từ nhân xưng. Câu số 13 nè. Rồi câu số 13, hỏi cái gì mà trả lời là chúng là những cái ghế. Vậy là hỏi chúng là cái gì. Chúng là cái gì sẽ là what are they. What nhá. Và câu C cũng là what nhưng mà what it is là sai bởi vì số nhiều. Chúng ta khoanh vào câu B. Câu số 14, bố bạn đâu rồi? Ông ấy đang ở nhà, ở trường, ở cơ quan. Các bạn nhớ cho tôi này. Ở nhà đó là gì? At home. Ở trường là at school. Ở cơ quan là at work. Rồi ở đây chúng ta khoanh vào at. Rồi xuống bài dưới, it is an, an thì cộng với 5 nguyên âm, ể, oải, ai, e, i, o, u. Cho nên ở đây chúng ta chỉ có thể khoanh vào eraser thôi. Rồi câu 16, ông ấy làm nghề gì hả? Ông ấy là ai? Ông ấy là giáo viên của tôi. Là ai? Vậy chúng ta xài who is he. Rồi, bố của bạn là bác sĩ phải không? Yes, he is. Bố là con trai, xài he, he thôi. Giáo viên nói là nam, stand gì? Chắc chắn là stand up rồi, đứng lên đấy. How many gì? Đằng sau how many là danh từ số nhiều, phải có chữ sờ e sờ đằng sau, mà pen thì thêm sờ thôi. Miss Lily là một giáo viên phải không? Cái này Z hoặc No. Z, C, E hoặc là No, C, E dần. Đây, chúng ta chọn câu này. Rồi, chúng ta xuống bài đọc nè. Đây là gia đình của Minh. Có 4 người trong gia đình của anh ấy. Bố, mẹ, anh trai và anh ấy. Gia đình của anh ấy sống trong một ngôi nhà gần sông Hương. Có nhiều hoa và nhiều cây nhỏ ở trước nhà. Đằng sau ngôi nhà có một cái vườn rất to. Và họ rất sợ họ hạnh phúc để mà sống ở đó. Vậy, hãy đọc đoạn văn trên. Sau đó chọn câu đúng và câu sai. Tờ là đúng và F là sai. This is Nam family. Đây là gia đình của Nam là sai. Ở trên này nói Minh. Rồi. Câu 22, có 4 người trong gia đình của anh ấy. Đấy, đúng này. Câu 23, gia đình của anh ấy sống trong một ngôi nhà. Chúng ta coi là sống trong một ngôi nhà gần sông Hương là đúng. Gia đình của anh ấy không có gần sông Hương, not near là không có gần mà trên đây bảo là near, vậy câu này sai. Rồi, đằng sau ngôi nhà có một cái vườn rất to, chúng ta đọc này, behind his house there is a big garden, đúng rồi. Rồi họ rất là hạnh phúc để sống ở đó là câu cuối cùng luôn, đúng luôn. Vậy hai sai và còn lại là đúng, có hai câu sai và bốn câu đúng. Hãy đọc lại đoạn văn trên sau đó trả lời câu hỏi. Trước khi trả lời câu hỏi các bạn hãy dịch câu hỏi nhé. How many people are there in Ning family? Câu này rất là phổ biến, rất là popular, rất là phổ biến hay gọi đó, rất là hay hỏi mình. Chúng ta nhớ câu này là hỏi có bao nhiêu người trong gia đình của mình. Chúng ta nhớ trả lời là there are, và bốn người ghi four people in Ning family. Anh ấy sống ở đâu? Anh ấy sống ở đâu? Chúng ta nhớ tìm cái đoạn nào nói về nhìn anh ấy sống ở đâu. Đây này, gia đình của anh ấy sống trong một ngôi nhà gần sông Hương. Vậy chúng ta sẽ ghi là he lives, thêm sờ vào vì chủ ngữ số ít, in a house near Hương River. Anh ấy sống ở Huế đấy. Rồi xuống bài viết nhé. Dựa vào từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh này. Người ta cho which gray, gray là khối, you là bạn, là bạn học khối mấy. Chúng ta sẽ viết là which gray are you in, rất dễ. Và có 285 học sinh trong ngôi trường của tôi thì chúng ta sẽ ghi là gì? There are 285. Rồi chúng ta xuống bài dưới viết một đoạn văn nói về gia đình của em. Rồi chúng ta cùng viết nè. My name is Hoa.
I am 12 years old. There are 4 in my family. My father, my mother, my sister, and me. My father is 40 years old. He is an engineer. He works in a factory. My mother is 38 years old. She is a teacher. She teaches in a school. My sister is 16 years old. She is a student. I am a student too. My family live on Hùng Vương Street in Pleiku City. I love my family. Đó, các bạn có thể biết một đoạn văn như thế này là các bạn có điểm rồi. Ok, đề của chúng ta đây là hết rồi.